Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự 22 giờ của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, khoảng 10 giờ 30 phút sáng ngày 24 tháng 7 theo giờ địa phương, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân thăm chính thức Cộng hòa Áo đã diễn ra trang trọng tại đại sảnh cung điện Hofburg, thành phố Viên, thủ đô nước Áo. Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen và phu nhân chủ trì lễ đón. Lễ đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng được cử hành trọng thể theo nghi lễ dành cho nguyên thủ quốc gia, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Áo đối với mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống hơn 50 năm qua với Việt Nam. Cung điện Hofburg được xây cất từ thế kỷ thứ 13 là một địa danh gắn liền với chiều dài lịch sử nhà nước Áo. Đây vốn là cung điện hoàng gia trước đây, là nơi ở của nhiều đời vua, hoàng đế nước Áo và những dòng quý tộc lớn nhất lịch sử châu Âu và nước Áo thời xa xưa. Đây cũng chính là cung điện mùa đông của hoàng tộc Habsburg thuộc đế quốc Áo Hùng. Sau hơn 50 năm, quan hệ Việt Nam và Cộng hòa Áo ngày càng phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Hai bên duy trì tiếp xúc và trao đổi đoàn cấp cao và các cấp. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Áo trong khối ASEAN. Và từ nhiều năm nay, Áo luôn đứng trong nhóm 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam trong Liên minh châu Âu EU. Cộng đồng người Việt Nam ở Áo hiện có khoảng 6.000 người, được chính quyền sở tại đánh giá cao vì những đóng góp tích cực cho sở tại. Đánh giá về chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Đại sứ Cộng hòa Áo tại Việt Nam Hans-Peter Glenzer cho rằng, các chuyến thăm cấp cao đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ song phương hai nước, nhất là thời điểm sau đại dịch COVID-19. Đại sứ cho biết, Áo mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế và giáo dục. Việt Nam cũng có nhiều dư địa cho các nhà đầu tư từ Áo. Việt Nam có nền kinh tế phát triển năng động, dân số trẻ và tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng và đang trở thành một điểm đầu tư hấp dẫn đối với các doanh nghiệp Áo. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen đã tiến hành hội đàm. Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng thống Alexander Van der Bellen và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiến hành hội đàm trao đổi về các định hướng hợp tác và biện pháp nhằm đẩy mạnh làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Cộng hòa Áo. Tổng thống Alexander Van der Bellen nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm chính thức Cộng hòa Áo, thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Việt Nam và cá nhân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đối với mối quan hệ hai nước, chúc mừng những thành tựu to lớn của Việt Nam trong phát triển kinh tế xã hội thời gian qua, khẳng định Áo coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại của Áo tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và nồng hậu mà Tổng thống và nhân dân dành cho đoàn, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt tốt đẹp với Cộng hòa Áo, người bạn tin cậy của Việt Nam trong Liên minh châu Âu EU. Nhằm gia tăng tin cậy chính trị và khai thác những tiềm năng hợp tác to lớn của hai nước, hai vị nguyên thủ nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các bộ, ngành và địa phương, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có, đồng thời nghiên cứu thiết lập các cơ chế hợp tác mới phù hợp với bối cảnh tình hình mới. Về hợp tác kinh tế, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tận dụng hiệu quả các lợi ích của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EVFTA, trong đó có việc xem xét, tạo thuận lợi cho các mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của mỗi nước, tiếp cận thị trường của nhau. Áo có chính sách khuyến khích, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Áo đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh như công nghiệp phụ trợ cho sản xuất ô tô, đường sắt, thiết bị y tế, dược phẩm. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đề nghị Áo sớm hoàn tất thủ tục phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU EVIPA nhằm tạo thuận lợi cho quan hệ đầu tư bình đẳng, cùng có lợi giữa hai bên. Đề nghị Áo ủng hộ và thúc đẩy Ủy ban châu Âu EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với thủy sản của Việt Nam, tạo điều kiện cho Việt Nam xuất khẩu mặt hàng này vào EU. Chủ tịch nước đề nghị Áo đưa Việt Nam vào danh sách ưu tiên nhận ODA và có chính sách cho vay ưu đãi hơn, đặc biệt đối với những dự án trong các lĩnh vực y tế, môi trường, đào tạo nghề, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Hai bên nhất trí tăng cường các hoạt động hợp tác về giáo dục, đào tạo, văn hóa nghệ thuật, thể thao, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân, nhất là phát huy vai trò của các hội hữu nghị tại mỗi nước, thúc đẩy triển khai các hoạt động quảng bá du lịch, tăng cường kết nối địa phương. Tổng thống Áo đánh giá cao những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam đối với đời sống, kinh tế xã hội tại Áo và khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Áo hội nhập sâu rộng vào xã hội sở tại. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã mời Tổng thống và phu nhân sớm thăm Việt Nam và Tổng thống Alexander Van der Bellen đã vui vẻ nhận lời mời.
Sau lễ đón chính thức và hội đàm cấp cao, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Cộng hòa Áo Alexander Van der Bellen đã chủ trì họp báo chung, thông báo về kết quả hội đàm. Trong không khí chân thành, hữu nghị và cởi mở, hai nhà lãnh đạo đã vui mừng thông báo những kết quả quan trọng, thống nhất những định hướng hợp tác và các biện pháp nhằm đẩy mạnh, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Cộng hòa Áo. Ngay trước cuộc họp báo chung, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Alexander Van der Bellen đã chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ về cho vay ưu đãi và hợp tác giữa Bộ Ngoại giao hai nước. Phát biểu họp báo, Tổng thống Alexander Van der Bellen cho biết, trong hội đàm, hai bên đã trao đổi nhiều nội dung nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực. Cụ thể, Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng của Áo ở khu vực châu Á và ASEAN, là thị trường rộng lớn và điểm đầu tư hấp dẫn đối với các doanh nghiệp Áo. Hai bên còn nhiều tiềm năng để tiếp tục khai thác, hợp tác trong giai đoạn tới để đem lại hiệu quả thiết thực hơn. Tổng thống Alexander Van der Bellen nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác quan trọng của Liên minh châu Âu. Đặc biệt, sau khi Hiệp định EVFTA được ký kết và có hiệu lực, đã đóng góp quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và EU nói chung và giữa Việt Nam và Áo nói riêng. Hai bên cũng phối hợp tốt trong các diễn đàn quốc tế đa phương, có cùng mối quan tâm đẩy mạnh hoạt động hợp tác đa phương và giải quyết các xung đột dựa trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật quốc tế. Về phần mình, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng đến thăm đất nước Áo giàu truyền thống lịch sử, văn hóa tươi đẹp và mến khách, cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự đón tiếp trọng thị và nồng hậu của ngài Tổng thống, phu nhân và nhân dân Áo dành cho Chủ tịch nước, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Ngài Tổng thống và tôi cũng thống nhất những cái biện pháp để đẩy mạnh hơn nữa trong quan hệ giữa Việt Nam và Áo trong chặng đường sắp tới trên tất cả các lĩnh vực, từ quan hệ chính trị, đối ngoại, hợp tác thương mại và đầu tư, văn hóa, thể thao, du lịch, khoa học, công nghệ và giao lưu nhân dân. Chúng tôi cũng chia sẻ với nhau về những vấn đề của khu vực và quốc tế. Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa. Việt Nam muốn là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước, là thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, tạo nền tảng để mối quan hệ giữa Việt Nam và Áo phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo theo lời mời của Tổng thống Alexander Van der Bellen, sáng ngày 24 tháng 7, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân đã thăm tòa thị chính và gặp thị trưởng thành phố Viên, ông Michael Ludwig. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm thủ đô Viên, trái tim của nước Áo, trung tâm văn hóa của châu Âu, nơi bảo tồn lưu giữ những giá trị văn hóa của châu Âu và nhiều năm liền được bình chọn là thành phố đáng sống nhất trên thế giới. Bày tỏ vinh dự đón Chủ tịch nước, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thăm, thị trưởng Michael Ludwig đã giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố, đồng thời điểm lại các hội nghị khoa học về Chủ tịch Hồ Chí Minh thường được tổ chức tại đây. Thị trưởng cho biết, giữa thủ đô Viên và thủ đô Hà Nội đã có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ. Nhân dịp này, thành phố Viên mong muốn đẩy mạnh kết nối hợp tác với các địa phương Việt Nam, nhất là về thương mại, du lịch, giao lưu nhân dân, văn hóa, nghệ thuật. Nhân dịp thăm tòa thị chính và gặp thị trưởng thành phố Viên, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ghi sổ vàng lưu niệm tại tòa thị chính. Trước đó, vào chiều ngày 23 tháng 7 theo giờ địa phương, tại thủ đô Viên, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp giáo sư tiến sĩ Alfred Gesto, Chủ tịch Hội Hữu nghị Áo Việt Nam và những người bạn Áo thân thiết của Việt Nam. Chủ tịch nước nhấn mạnh quan hệ Việt Nam và Áo là mối quan hệ lâu đời, đang phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực trong hơn 50 năm qua với nhiều thành tựu quan trọng. Năm 2022, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Áo luôn nằm trong nhóm 10 thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam ở châu Âu. Việt Nam là đối tác kinh tế lớn của Áo tại Đông Nam Á với kim ngạch thương mại song phương năm 2022 đạt hơn 2,79 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt từ khi hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU EVFTA có hiệu lực đã góp phần đẩy mạnh kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước. Giáo sư tiến sĩ Alfred Gesto khẳng định Việt Nam có vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại của Áo, nhất là hợp tác về thương mại đầu tư. Ông Alfred Gesto bày tỏ niềm vui mừng chứng kiến những thành tựu quan trọng của Việt Nam trong tăng trưởng, phát triển kinh tế, đồng thời cho biết đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động tăng cường hợp tác giữa hai nước.
Cũng trong chiều 23 tháng 7 theo giờ địa phương, tại thành phố Viên, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp mặt thân tình với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Áo, đại diện Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu. Thông tin đến bà con về tình hình trong nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, chuyến thăm Áo lần này đề ra các giải pháp thúc đẩy hợp tác hai nước thời gian tới. Tin tưởng hai nước đã trải qua chặng đường hợp tác tốt đẹp 50 năm và hướng tới chặng đường 50 năm tới tươi sáng hơn. Chủ tịch nước khẳng định, người Việt Nam tại nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ tịch nước vui mừng được biết, mặc dù cộng đồng người Việt Nam tại Áo tuy không lớn với khoảng 6.000 người, nhưng luôn nỗ lực phát huy truyền thống tương thân tương ái, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để hội nhập vào đời sống kinh tế xã hội sở tại, được chính quyền sở tại đánh giá cao. Chủ tịch nước cũng đề nghị kiều bào quan tâm hơn đến việc phát triển thế hệ trẻ kế cận, phát huy trí tuệ tập thể, có nhiều hoạt động thiết thực để xây dựng cộng đồng ngày càng đoàn kết, vững mạnh. Chiều tối nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp nguyên Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byung-seok. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng gặp lại nguyên Chủ tịch Quốc hội Park Byung-seok tại nhà Quốc hội Việt Nam, cho biết luôn lưu giữ những kỷ niệm vô cùng tốt đẹp về chuyến thăm chính thức Hàn Quốc năm 2021 và sự đón tiếp trọng thị cùng những tình cảm đặc biệt mà Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam. Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác mới giữa Quốc hội hai nước được ký nhân chuyến thăm chính thức Hàn Quốc năm 2021, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Quốc hội hai nước hoàn toàn có đủ điều kiện để thiết lập mối quan hệ mẫu mực, trở thành hình mẫu trong quan hệ nghị viện trên thế giới. Đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những đóng góp quan trọng của nguyên Chủ tịch Quốc hội Park Byung-seok trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội mong muốn với uy tín trên chính trường Hàn Quốc và trên cương vị mới là nghị sĩ Ủy ban Ngoại giao và Thống nhất Quốc hội Hàn Quốc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Park Byung-seok sẽ tiếp tục ủng hộ, đóng góp cho quan hệ hợp tác giữa Quốc hội và nghị sĩ hai nước, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả. Nguyên Chủ tịch Quốc hội Park Byung-seok bày tỏ xúc động gặp lại Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sau chuyến thăm chính thức Hàn Quốc năm 2021. Nhắc lại chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nguyên Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc khẳng định Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có những đóng góp rất quan trọng vào quan hệ hai nước, nhất là các biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm này đã và đang được các cơ quan hữu quan Việt Nam triển khai rất tích cực. Nhiều dự án được triển khai ngay sau chuyến thăm và mang lại hiệu quả tức thì. Liên quan đến chính sách visa, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại kỳ họp thứ 5 vừa qua, Quốc hội Việt Nam đã sửa đổi chính sách visa theo hướng đột phá. Chính sách này sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 tới. Theo đó, visa điện tử sẽ có giá trị lên tới 90 ngày thay vì 30 ngày theo luật cũ. Tất cả visa đều được cấp trên nền tảng điện tử. Thời hạn lưu trú của người nước ngoài tại Việt Nam cũng tăng từ 15 ngày lên 45 ngày, tạo điều kiện rất thuận lợi cho công dân nước ngoài, trong đó có công dân và chuyên gia Hàn Quốc nhập cảnh tại Việt Nam. Chiều nay, đoàn công tác do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2023. Đồng chí Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc ghi nhận đánh giá cao những kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2023 của tỉnh Đắk Lắk. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phan Đình Trạc yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tiếp tục quan tâm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan nội chính và giữa các cơ quan nội chính với các cấp, các ngành, nhất là chủ động sâu sát, bám địa bàn, phối hợp nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý ngay tại cơ sở, đồng thời tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện tồn động, đông người, phức tạp, quan tâm đến công tác bảo đảm an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo, an ninh biên giới, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Sáng ngày 24 tháng 7 tại tỉnh Bắc Giang, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm và làm việc các đơn vị Trung đoàn 927, Sư đoàn 371 và Sư đoàn 365 thuộc Quân chủng Phòng không Không quân. Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương các đơn vị thuộc Quân chủng Phòng không Không quân đã duy trì thực hiện nghiêm túc nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý tốt các hoạt động bay trong khu vực đảm nhiệm, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng có liên quan, thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình trên không, trên biển, trên đất liền, xử lý chính xác kịp thời các tình huống không để bị bất ngờ, lỡ thời cơ,
Các phi công, nhất là phi công trẻ, đã thực hiện tốt trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thời gian tới, yêu cầu quân chủng và các đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực ban chiến đấu, quản lý bầu trời, quản lý điều hành bay chặt chẽ, đúng quy định, thực hiện nghiêm quy định 4 biết trong quản lý vùng trời, sẵn sàng xử lý các tình huống tác chiến phòng không, thường xuyên rà soát, hiệu chỉnh bổ sung, xây dựng mới hệ thống văn kiện chiến đấu phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong sáng nay ngày 24 tháng 7, kiểm tra tại Quân đoàn 2, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã lãnh đạo chỉ đạo cơ quan đơn vị tổ chức, quán triệt và thực hiện nghiêm nghị quyết kết luận chỉ thị của trên về thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, hậu cần, kỹ thuật và các nhiệm vụ khác đều chuyển biến tiến bộ rõ nét, thực hiện kế hoạch về tổ chức Quân đội Nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức đúng đắn về thực hiện điều chỉnh tổ chức biên chế, chỉ đạo các đơn vị, cơ quan làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức bàn giao, sát nhập nguyên trạng một số đơn vị, bảo đảm chặt chẽ, đúng thủ tục, nguyên tắc, thận trọng, không nóng vội, chú trọng làm tốt công tác chính sách để quân nhân yên tâm công tác. Chiều nay, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã có buổi tiếp ông Park Byung-seok, nguyên Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc, cùng các nghị sĩ Quốc hội sang thăm Việt Nam. Sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam-Hàn Quốc đã đạt được bước phát triển vượt bậc. Hàn Quốc tiếp tục giữ vị trí số 1 về đầu tư trực tiếp tại Việt Nam khi lũy kế đạt 82,2 tỷ đô la Mỹ. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục thúc đẩy quy mô thương mại, tăng cường kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Hàn Quốc để hình thành một số chuỗi cung ứng chiến lược mà hai bên có tiềm năng. Đề nghị Hàn Quốc mở rộng quy mô cung cấp vốn ODA cho Việt Nam, tăng mức độ ưu đãi và bổ sung thêm điều kiện vay không ràng buộc đối với các khoản vay Hàn Quốc dành cho Việt Nam trong Quỹ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Hàn Quốc EDCF, sớm hoàn tất thủ tục cần thiết để Việt Nam sớm tiếp cận được khoản vay trong Quỹ Xúc tiến Phát triển Kinh tế Hàn Quốc EDPF. Ông Park Byung-seok cho biết, đối với các khoản vay Hàn Quốc dành cho Việt Nam trong Quỹ Hợp tác và Phát triển Kinh tế, Hàn Quốc đã điều chỉnh tăng mức cho vay lên trong năm sau. Và đến năm 2030, Hàn Quốc cũng mong muốn Việt Nam sớm xem xét cấp phép thành lập pháp nhân cho ngân hàng KDB Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam. Thưa quý vị, Việt Nam và Hoa Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 12 tháng 7 năm 1995 và xác lập quan hệ đối tác toàn diện vào ngày 25 tháng 7 năm 2013. Sau 28 năm bình thường hóa quan hệ và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, quan hệ hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ đã và đang phát triển sâu rộng, hiệu quả và thực chất trên cả ba bình diện song phương, khu vực và quốc tế. Cùng nhau gác lại quá khứ, hướng đến tương lai để thiết lập mốc son trong trang sử mới trong quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ. Đó là vào ngày 25 tháng 7 năm 2013, Việt Nam-Hoa Kỳ chính thức thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Với nỗ lực không ngừng của hai quốc gia, hai dân tộc, sau hơn 1/4 thế kỷ, Việt Nam và Hoa Kỳ đã xây dựng được lòng tin, trở thành bạn bè và đối tác toàn diện của nhau trên tất cả các lĩnh vực. Đà phát triển của mối quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ đã được tăng cường nhờ các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao thường xuyên. Qua mỗi chuyến thăm của cả lãnh đạo hai bên đều để lại những dấu mốc mới, mở ra những giai đoạn mới cho quan hệ hai nước. Cùng với quan hệ chính trị tốt đẹp, hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ được coi là lĩnh vực hợp tác thành công nhất, đã và đang trở thành trọng tâm, nền tảng, động lực phát triển cho quan hệ chung giữa hai nước. Hiện Hoa Kỳ trở thành thị trường xuất khẩu đầu tiên của Việt Nam, vượt mốc 100 tỷ đô la Mỹ, trong khi Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 7 của Hoa Kỳ. Không chỉ lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, các lĩnh vực khác như ứng phó với dịch COVID-19, phục hồi sau đại dịch, khoa học công nghệ, giáo dục, môi trường cũng có những tiến triển tích cực. Mỹ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong việc giải quyết hậu quả chiến tranh, nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Trải qua 28 năm bình thường hóa quan hệ và 10 năm triển khai quan hệ đối tác toàn diện, những thành quả mà Việt Nam và Hoa Kỳ đạt được đã chỉ rõ hợp tác trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế là lựa chọn đúng đắn của Việt Nam và Hoa Kỳ. Đây là xu hướng tất yếu và hoàn toàn phù hợp với lợi ích chung của nhân dân hai nước, thể hiện nỗ lực, quyết tâm và tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo hai nước. Thưa
quý vị, việc luân chuyển thử thách cán bộ nằm trong quy hoạch là nội dung không thể thiếu trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Tại các vị trí khác nhau, đặc biệt là ở cấp cơ sở, cán bộ được trưởng thành thông qua nhiệm vụ cụ thể, trực tiếp tiếp xúc, giải quyết các vấn đề liên quan đến người dân, hình thành phong cách, thái độ làm việc gần gũi, tôn trọng nhân dân. Đây là phẩm chất cần phải có của mỗi cán bộ dù trong giai đoạn nào. Sau đây là ghi nhận tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Từ khi được điều động về xã Minh Lập giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, đồng chí Vũ Văn Mác đã trau dồi được kỹ năng ứng biến với những vấn đề phát sinh tại cơ sở, trực tiếp xử lý những đầu việc mà khó có cơ hội được thử sức khi còn công tác ở huyện. Về địa phương thì xử lý các cái công việc thì là phải bám sát với lại, thứ nhất là bám sát với địa bàn, thứ hai nữa là phải nắm bắt được cái tâm tư, nguyện vọng của bà con dân, và kịp thời xử lý các cái công việc được giao. Không chỉ thực hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, đồng chí cũng tham gia cùng người dân xây dựng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, như hướng dẫn người dân xây dựng sản phẩm OCOP, tuyên truyền về ý thức bảo vệ môi trường. Điều này đã giúp xã Minh Lập về đích vào cuối năm 2022. Các đồng chí trẻ về địa phương thì rất là tốt, và đặc biệt là như đồng chí Mác thì đã về sâu sát và sát thực với lại bà con nhân dân của các xóm, cũng có về tham gia các buổi sinh hoạt, rồi là các cuộc họp để tuyên truyền, rồi là chỉ đạo nhân dân, cán bộ nhân dân của các xóm để thực hiện xây dựng nông thôn mới. Các đồng chí về thì cán bộ và lãnh đạo thì đồng lòng chung tay, đồng lòng để cùng nhau hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Với Minh Lập thì các nội dung đã chuyển biến một cách tích cực vào trong các hoạt động kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh lắm. Cấp xã, phường, thị trấn là nơi tiếp xúc gần nhất với người dân. Do đó, đây là môi trường cần thiết mà cán bộ cần kinh qua để học cách quan tâm, thấu hiểu những mong muốn của bà con, từ đó đưa ra những chỉ đạo đúng hướng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Và kinh nghiệm công tác thì cũng có cái cần sự chỉ đạo, rồi cũng có cần theo dõi của cấp ủy cấp trên để từng bước mà giúp đỡ các đồng chí rèn luyện trong cái môi trường công tác ở cơ sở. Và cho đến nay thì hầu hết các đồng chí cán bộ được luân chuyển điều động xuống cơ sở làm cán bộ lãnh đạo quản lý thì cũng đã phát huy được cái năng lực và cái sở trường của mình, và đây cũng là một cái tín hiệu tốt để sau này đưa vào quy hoạch rồi bổ sung cho cái đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp trên. Tích cực rèn giũa xây dựng đội ngũ cán bộ trọng dân, hiểu dân là giải pháp nhằm cụ thể hóa có hiệu quả chủ trương lấy dân làm gốc và xây dựng chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ mà Đảng ta đang đẩy mạnh triển khai hiện nay. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin trong nước tối nay.